Tim Berners-Lee là một trong 20 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20 do tạp chí Time bình chọn, đồng thời được chính nữ hoàng Elizabeth đệ nhị phong tước hiệp sĩ. Vì sao ông lại vinh dự nhận được những ưu ái đó? Đơn giản vì ông đã làm thay đổi cả thế giới khi cho ra đời khái niệm World Wide Web mà ngày nay chúng ta hay gọi là Internet. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng khi Tim công bố ý tưởng đó thì nhiều người cho rằng ông bị điên. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cha đẻ Internet và ý tưởng điên rồ làm thay đổi cả thế giới công nghệ. Con nhà nòi, học toán nhưng đam mê điện tử. Sir Timothy John Tim Berners-Lee, hay còn được gọi với tên là Tim Berners-Lee, sinh ngày 8 tháng 6 năm 1955 tại London, Đức Anh, trong một gia đình gồm 4 người con. Bố ông là Conway Berners-Lee, mẹ là Mary Lee Woods, cả hai đều là nhà toán học. Họ gặp gỡ nhau khi cùng làm việc cho nhóm phát triển Manchester Mark 1, một trong những nơi đầu tiên sử dụng máy tính, và cùng tham gia chế tạo chiếc máy tính thương mại đầu tiên, chiếc Ferranti Mark 1. Cũng chính vì xuất thân là những nhà toán học, nên vợ chồng ông Berners-Lee đã dạy con phải tư duy một cách khác thường. Từ bé, Tim Berners-Lee đã học toán, ngay cả trong bữa tối ông cũng phải chơi đố với các con số bên bàn ăn. Tuy nhiên, niềm đam mê cháy bỏng của Tim là dành cho điện tử. Ông từng tạo ra chiếc máy tính giả bằng những hộp thẻ và băng giấy đục lỗ. Lớn lên, Tim Berners-Lee theo học vật lý tại Đại học Oxford với lý do đơn giản. Đây là ngành có sử dụng máy tính phục vụ cho quá trình học của sinh viên, điều khá hiếm hoi ở thời điểm ấy. Tại đây, ông tiếp tục tập tành tạo ra chiếc máy tính từ mỏ hàng, các cổng vi mạch vi xử lý M6800 và một chiếc TV cũ. Điều thú vị là trong suốt thời gian ở Oxford, Tim bị cấm không được sử dụng máy tính của trường do ông thường xuyên cùng bạn bè nghịch ngợm hack thông tin nội bộ. Bước đầu của World Wide Web. Sau khi tốt nghiệp, Tim tìm kiếm được việc làm tại một công ty in ấn ở Blackpool. Đến năm 1980, ông về làm việc cho CERN, phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân của châu Âu tại Geneva. Một phần thiết yếu trong việc của Tim liên quan đến việc chia sẻ thông tin với các nhà nghiên cứu ở những vị trí địa lý khác nhau. Trong lúc đang xoay sở tìm cách để tổ chức lại các ghi chép lung tung của mình, Tim Berners-Lee nghĩ ra ý tưởng về một phần mềm xử lý thông tin theo cách thức tương tự như bộ não, nhưng lại cải thiện được sự hạn chế về khả năng nhớ và đặt tên là Enquirer, tra khảo. Enquirer là một cơ sở dữ liệu đơn giản, cho phép tra cứu thông tin về những người đang làm việc tại cùng một vị trí với Tim. Cũng trong quá trình thực hiện dự án này, Tim đã thử nghiệm với siêu văn bản. Siêu văn bản là văn bản có thể được hiển thị trên các thiết bị sử dụng các siêu liên kết, mà cụ thể là website và liên kết website ngày nay. Phần mềm sau đó hoạt động hoàn hảo, Tim dễ dàng tìm ra tài liệu trong máy tính của mình. Tuy nhiên, ông lại muốn thực hiện điều tương tự trên máy tính của nhiều người khác mà không bị giới hạn. Năm 1989, Tim Berners-Lee công bố bài viết có tựa đề Một đề xuất về quản lý thông tin, Information Management, A Proposal. Theo đó, ông sẽ kết nối siêu văn bản Internet để tạo ra một hệ thống chia sẻ và đóng góp thông tin, không chỉ trong phạm vi một công ty mà rộng khắp toàn cầu. Đây có thể là giải pháp hoàn hảo cho Tim và các đồng nghiệp của ông, nhưng hóa ra không ai quan tâm đến nó. Thậm chí họ còn cho rằng đây là một ý tưởng điên rồ, ngoại trừ một người, nhà vật lý Robert Calio, người viết lại đề xuất ban đầu của Tim. Tim và những cộng sự quyết tâm thực hiện ý tưởng mặc dù vào thời điểm đó, rất ít người tin rằng nó có thể thành công. Hệ thống mới ban đầu được đặt tên là Tim, The Information Mind, cũng là chữ cái đầu trong tên của Tim Berners-Lee. Tuy nhiên, sau một vài gợi ý, Tim nhận ra chỉ có một cái tên hợp lý, đó là World Wide Web. Vậy chính xác là World Wide Web là gì? Mơ hồ nhưng thú vị, đó chính là nhận xét của chính Tim Berners-Lee. Hiểu đơn giản hơn, World Wide Web là một không gian thông tin toàn cầu mà người dùng có thể truy cập thông qua thiết bị kết nối mạng Internet. World Wide Web cho phép mọi người kết nối với nhau thông qua giao thức HTTP. Người dùng có thể tìm kiếm thông tin bằng cách di chuyển từ dữ liệu này sang tài liệu khác trên các thiết bị khác nhau. Phát súng đầu tiên. Mặc dù bị hoài nghi về khả năng thành công, nhưng Tim Berners-Lee vẫn tiếp tục phát triển các thành phần chính của web, gồm có HTML, URL, HTTP. Trong đó, HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, URL là bộ định vị tài nguyên thống nhất và HTTP là giao thức truyền văn bản Hyper. Web được thiết kế với giả định rằng mọi máy tính đều hiểu ba thành phần chính này. Ngoài việc thiết kế web, Tim còn tạo ra trình duyệt web và máy chủ web đầu tiên. Ngày 21 tháng 12 năm 1990, tại cơ sở của CERN nằm trên dãy núi Alps, Thụy Sĩ, Tim Berners-Lee đã khởi chạy thành công trang web đầu tiên trên thế giới với tên miền info.cern.ch,
chạy trên một máy chủ Next của Sun. Lúc này trang web chỉ bao gồm những dòng chữ đơn giản và khá thư thớt, chứa các liên kết tới những dự án cá nhân. Dĩ nhiên, chỉ có Berners-Lee và các đồng nghiệp của mình tại Sun mới có thể truy cập vào trang web này, bởi một lý do đơn giản, chỉ có máy tính của họ mới có trình duyệt web. Phải đến năm 1991, Berners-Lee mới đăng tải công khai bản tóm tắt về dự án xây dựng trang web của mình. Đây là một động thái đánh dấu sự ra mắt công khai của trang web đầu tiên trên thế giới. Một năm sau, máy chủ web đầu tiên bên ngoài châu Âu đã được thiết lập tại Đại học Stanford ở Hoa Kỳ. Sau 2 năm, có tổng cộng 10 máy chủ web trên toàn thế giới. Năm 1993, trình duyệt Mosaic dành cho nền tảng Unix và Windows ra đời, website trở nên phổ biến hơn. Cùng năm này, Sun cho phép sử dụng các giao thức web và mã nguồn miễn phí, biến đó thành một nguồn mở. Điều này cho phép một số người có thể thử nghiệm và tạo ra các trang web. Đó là lý do vì sao đến năm 1993, số lượng máy chủ đã tăng lên 50. Năm 1994 trở thành thời kỳ quan trọng, các công ty viễn thông bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet, số lượng máy chủ web tăng mạnh lên tới 623. Cũng trong năm 1994, Tim Berners-Lee ra mắt tổ chức World Wide Web Consortium W3C tại Học viện Công nghệ MIT bang Massachusetts của Mỹ. Tổ chức này sẽ chịu trách nhiệm để tạo ra những tiêu chuẩn cho các trang web nhằm đảm bảo rằng các trang web khác nhau sẽ hoạt động theo cách tương tự nhau. Ngày 25 tháng 5 năm 1994, hội thảo quốc tế đầu tiên về World Wide Web được tổ chức ở Geneva, Thụy Sĩ. Ông Mark Pest, một người tham dự đã nói, nếu trang web có phát súng khơi ngòi thì nó đã nổ vào sáng thứ tư đó tại CERN. Và ông bảo cả khán phòng khi đó đông nghịt người và họ chăm chú lắng nghe Berners-Lee cùng những chuyên gia công nghệ thảo luận về tiềm năng của World Wide Web. Bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Cách mạng .com bùng nổ. Khi World Wide Web trở thành chủ đạo, từ khoảng 1995 đến 2000, một nhóm các doanh nghiệp bắt đầu thay đổi, hướng sự tập trung của họ vào các trang web. Nhà đầu tư bắt đầu ném tiền vào bất cứ điều gì liên quan đến trang web. Trong nhiều trường hợp, nếu một công ty đã được nhìn thấy trên trang web, giá cổ phiếu của công ty đó sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, rất nhiều nhà đầu tư đã bỏ qua các nguyên tắc kinh doanh cơ bản, thay vào đó là sự tự tin mù quáng về những tiến bộ trong công nghệ. Thật không may, bong bóng .com đã phát nổ vào đầu những năm 2000, dẫn đến hậu quả khôn lường. Đến năm 2001, cổng thông tin trực tuyến Wikipedia xuất hiện, trở thành trang bách khoa toàn thư lớn nhất trên Internet. Dịch vụ iTunes của Apple cũng xuất hiện vào ngày 9 tháng 1, 2001, cung cấp cho người dùng khả năng tải những bản nhạc yêu thích của mình một cách hợp pháp. iTunes đã đạt mức bán ra 250.000 giao dịch ngay chỉ sau 24 giờ ra mắt. Khái niệm mạng chia sẻ giữa bạn bè như Napster, Sky được ra đời, cho phép người dùng gọi điện miễn phí cho nhau thông qua Internet. Qua đó, mở rộng ra cả việc nhắn tin video, họp mặt bằng video thay vì gọi điện hay nhắn tin bằng mạng viễn thông bình thường. Người dùng bắt đầu thích sử dụng Internet như cách giao tiếp mới mẻ hơn. Trang mạng xã hội dành cho những chuyên gia LinkedIn được giới thiệu vào tháng 5 2003, tiếp theo là MySpace vào tháng 8 2003. Sau đó, Mark Zuckerberg trình làng Facebook, một trang mạng xã hội do anh tạo lên cho các sinh viên trong trường Harvard vào năm 2004. Với việc thư điện tử trở nên phổ biến, Gmail cũng gia nhập cuộc chơi và thu hút người dùng với 4 MB dữ liệu so với 2 MB của đối thủ Hotmail khi đó. Internet không chỉ kết nối những chiếc máy tính. 10 năm sau khi World Wide Web được giới thiệu với công chúng, 70% các gia đình đều có truy cập Internet. Nhưng với nhiều người, sử dụng Internet vẫn chỉ là qua kết nối bằng đường dây điện thoại. Chỉ có 10% có thể truy cập đường truyền tốc độ nhanh hơn. Việc chia sẻ âm nhạc ngày càng phổ biến khiến cho một nhóm cựu nhân viên của PayPal quyết định phát triển nên YouTube. Sau đó, tiềm năng chia sẻ video trên mạng được Google chú ý và họ đã mua lại YouTube với giá 1,65 tỷ đô vào năm 2006. Trong lúc đó, blog trở nên gọn nhẹ và tiện lợi hơn rất nhiều, giúp cho ngày càng có nhiều blogger nổi tiếng xuất hiện. Đến năm 2007, Facebook bước sang một bước ngoặt mới khi họ gọi được số vốn đầu tư lớn và chiếm trọn thị trường mạng xã hội toàn cầu. Cùng năm đó, phiên bản đầu tiên của iPhone với khả năng truy cập Internet xuất hiện và làm khuynh đảo thị trường. Android cũng tiếp bước ngay sau đó, góp phần phổ biến Internet khắp nơi trên thế giới. Sức mạnh của mạng xã hội đã không bị bỏ qua tại những khu vực diễn ra tranh chấp của thế giới. Những thanh niên Ai Cập sử dụng mạng xã hội năm 2011 để tổ chức cuộc biểu tình chống tổng thống đương nhiệm khi đó là Hosni Mubarak. Facebook và Twitter ngay sau đó bị chặn tại khu vực này và Internet cũng bị tắt. Đến năm 2012-2013,
hơn 77% gia đình có Internet băng thông rộng. Việc kết nối nhanh hơn đã giúp quy mô của những ông lớn như Facebook, Amazon hay Google trở nên khổng lồ. Đi cùng với đó là sự phát triển của ngành công nghiệp quảng cáo. Khi cha đẻ đề xuất hợp đồng sử dụng Internet an toàn. Sau 3 thập kỷ, Tim Berners-Lee than thở rằng World Wide Web đã khiến mọi loại tội phạm trở nên dễ dàng hơn. Lời than thở này được đưa ra sau một loạt vụ bê bối về nội dung xấu trên Facebook, Google và Twitter, bao gồm các quảng cáo có chứa hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em, xuyên tạc chính trị, thúc đẩy kỳ thị phân biệt giới tính và chủng tộc. Ông kêu gọi chính phủ trên khắp thế giới nhanh chóng có phương pháp giải quyết ngăn chặn vấn đề này. Những kẻ xấu của Internet ngày càng nhiều nhưng không có nghĩa là bất khả chiến bại. Theo Tim Berners-Lee, các quốc gia nên tập trung giải quyết 3 loại nguy cơ thông tin xấu là nguy cơ hạ tầng, nguy cơ mã độc và nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch. Những vấn đề này không thể xóa bỏ hoàn toàn, nhưng các quốc gia có thể tạo ra luật để giảm thiểu nó. Đối với người dùng web khắp thế giới, Tim Berners-Lee khuyên nên ngừng đổ lỗi cho các công ty quản lý mạng và chính phủ trước các vấn đề của Internet. Bạn không thể đổ lỗi cho một chính phủ, một mạng xã hội hoặc bất kỳ ai trước một vấn đề sai lệch trên Internet. Những câu chuyện xấu và sai sẽ không thể làm chúng ta cạn kiệt năng lượng hoặc trở nên tồi tệ hơn nếu ai cũng tỉnh táo, biết chắt lọc thông tin, truy tìm gốc rễ thông tin thay vì chỉ chạy theo hiệu ứng mà nó tạo ra cho tinh thần của bạn. Ông cũng chỉ trích việc những gã khổng lồ công nghệ đã lạm dụng Internet để tạo nên thế độc quyền trong các lĩnh vực họ hoạt động. Ngày 5 tháng 11, 2019, Tim đã kêu gọi toàn thể cộng đồng thiết lập một hợp đồng hoàn chỉnh hướng tới một xã hội Internet an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn. Trong bài phát biểu, nhà khoa học Anh thừa nhận ông đã phát minh ra mạng toàn cầu năm 1989, mục đích là kênh trao đổi thông tin. Tuy nhiên giờ đây, Internet đã phát triển chệch khỏi mục tiêu dự tính. Ông nhấn mạnh, đã có những yếu tố đi sai hướng, chúng ta có tin giả, chúng ta gặp vấn đề về quyền riêng tư, chúng ta có những người bị giả mạo hoặc bị lôi kéo. Tim Berners-Lee cũng cho ra mắt nền tảng Solid với nhiệm vụ phân cấp web và cho phép người dùng lựa chọn nơi lưu trữ dữ liệu của họ, cũng như những người có thể xem và truy cập vào dữ liệu đó. Solid sẽ giúp cho người dùng thoát khỏi sự phụ thuộc vào những gã khổng lồ công nghệ, vốn đang ảnh hưởng trực tiếp đến 3/4 lưu lượng truy cập Internet. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!